Grand Lai Long kỵ sĩ Hạ Vấn Phong Thanh Mai Trúc Mã kỵ sĩ cùng quái tạc. Nghe chọn bộ tại mê Audio com. Karina, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến tòa tiếp theo đảo A, ta bụng thật đói A. Đồ đần, nếu không phải ngươi vụng trộm cầm mấy triệu berry đi đánh tạo cái này thân áo giáp, chúng ta cũng không đến mức mới tiếp tế như thế một điểm thức ăn và nước ngọt. Với lại chính mình sức ăn lớn bao nhiêu đều không rõ ràng sao. Làm hại ta còn cùng ngươi cùng một chỗ chịu đói. Người biết cái gì, ta cái này thân khôi giáp thế nhưng là dựa theo kỵ sĩ vương, khôi giáp đến chế tạo, dạng này mới phù hợp ta kỵ sĩ thân phận. Đương nhiên, dây PG, ha ha, mới tiếp nhận huấn luyện 5 ngày, cũng bởi vì quá tham ăn mà bị đuổi việc kỵ sĩ, cũng coi là kỵ sĩ. Cười lạnh, dây PG, à. Thật đau lòng, rõ rệt ta đi làm kỵ sĩ chính là vì trở thành Karina công chúa kỵ sĩ, kết quả ngươi lại không có chút nào cảm kích. Bớt đi, ngươi cái tên này hiện tại đã thiếu ta 1537 vạn berry, chờ đến tòa tiếp theo đảo, nhớ kỹ cho ta bắt mấy cái hải tặc đi trao đổi tiền thưởng trả tiền. Không phải ta liền đem ngươi cái này thân khôi giáp đi giá thấp bán đi, ngươi tên ngu ngốc này Garu, giả kỵ sĩ. Đông Hải, bao la bát ngát trên đại dương bao la, một chiếc nhỏ khoang thuyền hình thuyền buồm chạy trên mặt biển. Bong thuyền, ngồi tại ô mặt trời dưới gió biển thổi thiếu niên thiếu nữ, đang tại lẫn nhau đấu võ mồm. Nam nhìn qua không đến 15 tuổi, lại có một đôi đôi chân dài, đứng lên đại khái sẽ có chừng một thước tám, màu vàng tóc ngắn, màu xanh biếc con mát. Anh Tuấn gương mặt đẹp trai bên trên còn lộ ra một chút non nớt. Mặc trên người một thân thép tinh chế tạo kỵ sĩ áo giáp, phía sau một bộ màu lam áo choàng, bên hông buộc lấy một thanh phổ thông kỵ sĩ kiếm. Mà nữ cũng là nhìn qua không đến 15 tuổi, có một đầu mỹ lệ mái tóc tím dài, vẫn có một chút hài nhi mập khuôn mặt đã có nảy nở sau đại mỹ nữ bộ dáng. Cặp kia tựa như bảo thạch trong suốt sáng long lanh màu lam đôi mắt đẹp, lúc này đang lườm thiếu niên tóc vàng. Hải viên lịch năm 1502, Đông Hải tòa nào đó trên hòn đảo Viện Mồ Côi, đồng thời thu dưỡng hai cái hài nhi, viện trưởng bọn hắn đặt tên là Garu cùng Karina, nam gọi Garu, nữ tên là Karina, là một đôi thanh mai trúc mã. Bất quá không có ai biết Garu linh hồn nhưng thật ra là đến từ thế giới khác, hắn là một vị người xuyên việt cùng những cái kia hồn xuyên đi vào thế giới khác, trực tiếp thay thế người nào đó thân thể người xuyên Việt không đồng dạng, caru xuyên qua phương thức là đầu thai chuyển thế. Bởi vì đại hải tặc thời đại dẫn đến vô số người cửa nát nhà tan, caru vừa ra sinh, liền bị vứt bỏ tại viện mồ côi cổng, ngay cả một cái dòng họ cùng danh tự đều không có để lại. Cũng may hắn vừa ra sinh, liền thức tỉnh kim thủ chỉ, một cái ba tuyển một nện chứng hệ thống hệ thống mỗi 5 năm sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần sẽ có ba cái trứng vàng. Đập ra về sau, sẽ thu hoạch được một loại nào đó năng lực. Theo hệ thống tân thủ chỉ nam nói, trứng vàng bên trong cất giấu các loại thiên hình vạn trạng đồ vật có siêu năng lực, có vũ khí, thậm chí còn có trứng bên trong trứng các loại. Bởi vì bị viện mồ côi thu dưỡng, Karu an toàn sống đến 5 tuổi năm tuổi năm đó garu đập ra cái thứ nhất trứng vàng thu được có thể vô hạn tiến hóa quái vật thể chất chỉ cần không ngừng ăn cái gì liền có thể mạnh lên nhưng quái vật thể chất tác dụng phụ cũng làm cho hắn sức ăn từ phổ thông đứa trẻ biến thành salad linh linh như thế phi nhân loại mới đầu còn không có rõ ràng như vậy đợi đến garu sáu tuổi về sau viện mồ côi tất cả mọi người thức ăn đã không đủ một mình hắn ăn cho nên hắn chỉ có thể mình đợi đến ban đêm một người lại trộm lén đi ra ngoài đi săn. Bảy tuổi năm đó, Garu sức ăn trở nên càng thêm đáng sợ, một mực không cách nào chắc bụng hắn, rất sợ sẽ mắc salad lin lin như thế nghĩ ăn trứng, quyết định rời đi viện mồ côi. Bất quá tại hắn lưu tiếp theo phong thư, chuẩn bị vụng trộm rời đi thời điểm lại bị cùng hắn cùng một ngày, chỉ là muộn mấy cái giờ đồng hồ tiến vào viện mồ côi, danh tự bên trong đồng dạng mang theo một cái thẻ chữ, quan hệ tốt đến không được, Karina phát hiện. Bởi vì Garu liền là ngủ ở nàng sát vách giường, cho nên Garu mỗi ngày đêm bên trong vụng trộm ra ngoài tìm đồ ăn hành vi đều bị Karina nhìn ở trong mắt lo lắng Garu một người ở bên ngoài không cách nào sống sót, bởi vì cô nhi thân phận dẫn đến 10 phần trưởng thành sớm Karina, quyết định cùng Garu cùng rời đi. Thế là, hai cái bảy tuổi đứa trẻ, bắt đầu ở Đông Hải sông Sáo, so 8 tuổi liền vì thôn mà bắt đầu đi trộm Nami còn phải sớm hơn một năm trước. Đối với Karina, Garu mới đầu cho là nàng là nguyên tác không có nhân vật xuất hiện đợi đến Karina sau khi lớn lên, Garu mới chợt phát hiện, nguyên lai nàng là bản kịch chàng nhân vật. Karina, xuất từ bản kịch chàng Hoàng Kim Thành, nhân vật có được mỹ lệ giọng hát, linh hoạt đầu não, là cùng tiểu tạc miêu, Nami nổi danh quái tạc. Bất quá bây giờ, lại là Garu Thanh Mai Trúc Mã, trên cái thế giới này tín nhiệm nhất tồn tại. Caru cùng Karina năm nay 14 tuổi, 7 năm qua vì sống sót, bọn hắn ngoại trừ không có làm hải tặc bên ngoài, cơ hồ nghề nghiệp gì đều làm qua. Mặc kệ là rửa chén bát, phục vụ viên cùng bến tàu khổ lực các loại, thậm chí gia nhập tiểu vương quốc khi kỵ sĩ, Caru đều làm qua. Nhưng bởi vì cái kia kinh người sức ăn, Caru mỗi bản làm việc đều không có tiếp tục một ngày, liền bị vô tình sa thải duy nhất tương đối lâu, hay là tại vương quốc làm mấy ngày thực tập kỵ sĩ. Không cách nào dựa vào người khác nuôi sống chính mình Garu cùng Karina, chỉ có thể bằng vào thực lực của mình đến nuôi sống chính mình. Bởi vậy, Garu cùng Karina hiện tại nghề nghiệp liền là tại đại hải tặc thời đại phi thường nổi tiếng, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, thợ săn tiền thường có thể vô hạn tiến hóa quái vật thể chất, giao phó Garu thế giới cấp cao nhất thân thể thiên phú và tiềm lực. Bảy tuổi năm đó, hắn liền có thể dùng nắm đấm đánh nát nham thạch một quyền đấm chết so người trưởng thành còn muốn lớn hơn gấp mấy lần Kuma. Chín tuổi năm đó, thân thể của hắn liền có thể không nhìn đạn, làn da có được sắt thép một loại lực phòng ngự, đau thương bất nhập. 10 tuổi năm đó, thực lực của hắn liền đã có thể xuống biển cùng thuyền buồm lớn như vậy hải thú tiến hành chém giết tay xé núi nhỏ một dạng hải thú. Từ 10 tuổi về sau bắt đầu khi thợ săn tiền thưởng, Garu còn không có gặp được mình không cách nào chiến thắng địch nhân. Bởi vì 10 tuổi năm đó, hắn lại đập ra một cái trứng vàng, thu hoạch được một thanh binh khí dài. Đó là một thanh dùng màu trắng băng vải cuốn lấy trường thương, trước mắt năng lực là có được đem thể lực chuyển hóa làm ánh sáng lực lượng. Phóng thích cùng loại với phết thế giới lóng lánh trung yên chi thương quang chi lực lượng. Nhưng này khẩu súng, nhưng lại không phải thương ngốc thánh thương. Nương tựa theo quái vật thể chất cùng thần bí chi thương, Garu từ 10 tuổi về sau trong 4 năm, bắt đầu đơn giản hình thức bị bọn hắn gặp phải hải tặc đều không thể trốn qua một kiếp được đưa đến hải quân chi bộ trao đổi tiền thưởng, bởi vì một mực mặc thực tập kỵ sĩ áo giáp, cho nên hắn cùng Karina còn tại Đông Hải sông ra kỵ sĩ cùng quái tặc tổ hợp xưng hào. Về phần Karina quái tặc từ đâu mà đến? Rất đơn giản, tại Garu phát dục bắt đầu, có được thực lực cường đại trước đó, một mực là Karina dùng mình trí tuệ nuôi sống Garu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Grand Lai Long Kỵ Sĩ Hạ Vấn Phong Quái Vật Garu Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cuối cùng đã tới, nếu không phải xuống biển bắt cá ta kém chút liền chết đói. Vài ngày sau, nhỏ khoang thuyền hình thuyền buồm rừng ở một cái trên bến tàu. Thả neo về sau, Garu ôm Karina từ bong thuyền nhảy xuống. Như thế cao điệu đổ bộ phương thức, lập tức hấp dẫn bến tàu người đi đường ánh mắt. Không nhìn những ánh mắt này, Caru đối Karina hỏi: "Karina, chúng ta tiền tiết kiệm còn có bao nhiêu?" "Chỉ có 100.000 berry, Karina một mặt bất đắc dĩ nói. Chút tiền ấy cho ta dùng lời nói, còn có thể dùng mấy ngày, nhưng là cho ngươi dùng lời nói, khả năng còn chưa đủ ngươi ba phần no bụng." Đã như vậy, vậy liền đi tìm con mồi a, Garu cũng không có để ý, mà là một tay khoác lên bên hông kỵ sĩ kiếm bên trên, một tay cắm ở trong túi quần, hướng phía hòn đảo thành trấn đi đến. Đồ đần, mua trước một phần địa đồ, Karina một bàn tay đập vào Garu cứng rắn trên khải giáp, nói ra nói bao nhiêu lần, đến mới hòn đảo, chuyện thứ nhất liền là thu thập nơi này tình báo, nếu không coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng sẽ cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng. Tìm không thấy phương hướng, cũng tìm không thấy mục tiêu, hắc hắc, có ngươi tại không được sao? ỉ vào thân cao ưu thế, Garu đưa tay khoác lên Karina trên vai thơm, không có chút nào tỉnh ngộ cười nói. Thật là, ngươi cái tên này luôn luôn vứt bừa bãi. Karina không khỏi liếc mắt, đi đến bến tàu một cái quán nhỏ trước, mua một phần nơi đó địa đồ. Cùng ở sau lưng của nàng, Garu ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Cái này 7 tuổi liền cùng hắn đi ra đến sông Sáo Đông Hải, rõ rệt tuổi tác so mình bàn nhỏ trời, lại cùng người tỷ tỷ đồng dạng chiếu cố mình thiếu nữ, tại trong 7 năm qua. Đã trở thành Garu trong lòng trọng yếu nhất tồn tại bởi vì thói quen chiếu cố cho nàng, cho nên rõ ràng là người xuyên Việt biết được nội dung cốt truyện Garu, nhưng không có tại Karina trước mặt biểu lộ ra trí tuệ một mặt. Mà là cùng cái đại tiểu hài đồng dạng, dùng ỉ lại phương thức chậm rãi đem Karina bồi dưỡng lên. Để cái này nguyện ý vứt bỏ viện mồ côi đám tiểu đồng bạn, lựa chọn cùng mình ra biển thiếu nữ, tại còn sống áp lực dưới hoàn thành bản thân trưởng thành, sẽ không sinh ra mình là vướng víu ý nghĩ thời gian dần qua trở thành Garu đại não. Hiện nay, hai người đã là một văn một võ, thiên hạ vô song tổ hợp. Mua địa đồ về sau, Garu cùng Karina hướng phía trên đảo thành trấn đi đến. Trên đường, Karina bất đắc dĩ nói ra. Nếu như nơi này không có bị truy nã hải tặc lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể cùng dĩ vãng đồng dạng đối những cái kia tác phong không tốt phú hào hạ thủ yên tâm đi, ta đã tìm được mấy đạo không sai khí tức bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra đều là có tiền thưởng hải tặc Garu một mặt tự tin nói. lại là ngươi cái kia đặc thù cảm giác có hiệu quả. Karina tò mò hỏi. ân Garu nhẹ gật đầu. cùng Scarlet lìn lìn cái kia trời sinh kẻ phá hoại thể chất không đồng dạng. Garu thể chất là có thể vô hạn tiến hóa quái vật thể chất. Tên như ý nghĩa, thân thể của hắn là lấy tiến hóa phương thức đến mạnh lên. Bình thường ăn đồ vật, liền cùng trong trò chơi đánh quái thu hoạch kinh nghiệm đồng dạng. Thao thiết sức ăn, cũng chỉ là tăng tốc đem thức ăn chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm mà thôi. Điểm kinh nghiệm đầy, tự nhiên là có thể thăng cấp. Mà Garu thăng cấp thì là tiến hóa. Cái loại cảm giác này liền cùng cao thủ tuyệt thế đột phá cái gọi là cổ bình đồng dạng, hoàn thành bản thân thăng hoa. 9 tuổi năm đó, Karu nghênh đón lần thứ nhất tiến hóa. Hoàn thành tiến hóa về sau, Karu liền cùng thoát thai hoán cốt bình thường, thân thể thời gian dần qua trở nên phi nhân loại. Như là sắt thép một loại cứng rắn làn da, chỉ là thân thể mới cái thứ nhất đặc tính mà thôi. Lực nhanh tinh thể tăng vọt mới là nhất là chỗ kinh người mười tuổi cùng hải thú chém giết thời điểm garu liền thức tỉnh cái thế giới này hệ thống sức mạnh thứ nhất tên là kenbunsoku haki lực lượng mười hai tuổi càng là đã thức tỉnh busosoku haki trở thành nắm giữ song sắc haki haki cường giả dạng này trưởng thành nhìn chung toàn bộ one piece thế giới có thể áp đảo garu phía trên cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi nhưng mà này còn là Garu 5 tuổi mới thu hoạch được quái vật thể chất nguyên nhân. Các người nhận được tin tức sao? Nghe nói có cái may mắn ra hỏa, tìm được một cái trái ác quỷ bán cho hắc thị, hắc thị bên kia chuẩn bị tại nửa tháng sau, đối viên kia trái ác quỷ tiến hành đấu giá, thật hay giả. Trong truyền thuyết biển cả bí bảo, thật tồn tại sao, đương nhiên, dốc cơ, bác ghi ra hỏa kia, không phải liền là trong truyền thuyết trái ác quỷ năng lực giả sao. Nghe nói tên kia vẫn là một cái bất tử chi thân. Thật sự là hâm mộ a à, nếu như lão tử cũng là trong truyền thuyết năng lực giả liền tốt, cũng không đến mức lan lộn nhiều năm như vậy, tiền treo thưởng mới 1,05 triệu berry. Thành trấn trong tử quán, hai nhóm có vẻ như vừa mới hoàn thành giao dịch gì hải tặc, đang tại mở ra tiệc rượu, vừa uống rượu vui đùa, một bên trò chuyện bát quái tin tức trong đó một đầu bát quái tin tức càng làm cho người ở chỗ này đều mặt lộ vẻ hâm mộ đồng thời cũng làm cho cất bước đi tới garu lộ ra nhiều hứng thú thần sắc trái ác quỷ đã nhiều năm như vậy rốt cục nghe được tương quan tin tức uy tiểu tử ngươi là ai nhìn xem đẩy cửa vào garu cùng Karina, một tên hải tặc tiểu lâu lâu mang theo bình rượu đi tới một mét sáu thân cao ngửa đầu hướng về phía garu say khướt hô to nơi này đã bị chúng ta yêu dinh băng hải tặc bao hết nhanh lên cút ra ngoài cho ta đại thúc miệng của ngươi thối quá a à. garu một mặt ghét bỏ nắm lỗ mũi một cái tay khác thì đặt tại hải tặc tiểu lâu lâu trên đầu oanh chỉ là nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái hải tặc tiểu lâu lâu cả người tựa như là nhận đến gravity magic bình thường cả người nằm trên đất thân thể xa vào đến bằng gỗ sàn nhà bên trong đột nhiên xuất hiện tiếng vang, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lúc đầu bởi vì giao dịch cũng không có yên tâm say mềm hai phe hải tặc nhau nhau đưa ánh mắt về phía nơi cửa Garu cùng Karina. Các ngươi là ai? Một cái vóc người khôi ngô, ước chừng có 3 mét cao hải tặc thuyền trưởng, nhíu mày đi tới. Thuyền, thuyền trưởng, bọn hắn. Bọn hắn là kỵ sĩ cùng quái tặc, là đông hải mạnh nhất thợ săn tiền thưởng tổ hợp A. Lúc này, một tên hải tặc tiểu lâu lâu, tựa hồ nhận ra Garu hai người, khuôn mặt chỉ một thoáng tái nhợt không màu, run giọng hô. "Cái gì, một thạch hù dọa ngàn tầng sóng." Hải tặc tiểu lâu lâu lời nói, tựa như là tử thần than nhẹ bình thường, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh rượu tới. Nhìn qua một thân kỵ sĩ áo giáp Garu, cùng bên cạnh Karina, tên kia hải tặc thuyền trưởng cùng theo sau lưng giao dịch đối tượng, trên mặt đều là mồ hôi lạnh chảy ròng hải tặc thuyền trưởng vô ý thức rút lui mấy bước thần sắc kinh hoàng nhìn xem Garu. Ta chỉ là một cái khu khu 1,05 triệu tiền thưởng nhỏ hải tặc mà thôi, người như vậy đại nhân vật vì sao lại để mắt tới ta? Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Grand Lai Long Kỵ Sĩ Hạ Vấn Phong Bari Bari Nomi Thường Nghe chọn bộ tại Mê Chuyện Audio.com A. À, Garu Hai Mắt Tỏa Sáng, nói Nguyên Lai like ngươi có tiền thưởng A, à, cái kia thật sự là quá tốt, không có lãng phí thời gian của chúng ta, đáng giận, đừng. Nhìn xem Garu bộ kia phát hiện con mồi dáng vẻ, hải Tặc thuyền trưởng trong lòng mặc dù tràn đầy hoảng sợ, nhưng trên mặt lại là mặt lộ vẻ phẫn nộ đang muốn hô to. Kết quả một giây sau, caru đột nhiên biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Tùy theo ánh mắt giống như từ trên cao rơi xuống bình thường, cả khuôn mặt đều dán tại tử quán trên sàn nhà, thậm chí cùng dưới sàn nhà mặt bùn đất tới một cái tiếp xúc thân mật oanh. Đến chậm tiếng vang truyền vào trong tay, hải tặc thuyền trưởng chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt lóe lên liền biến mất, lập tức cả người tựa như đánh thuốc tê bình thường, đã mất đi tất cả cảm giác. Bành bành bành. Cùng đối đãi vừa rồi hải tặc tiểu lâu lâu đồng dạng, một bàn tay đem hải tặc thuyền trưởng đập vào trên mặt đất về sau, Caru thân ảnh hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại những cái kia băng hải tặc tiểu lâu lâu, cán bộ, phó thuyền trưởng trước mặt, nhất quyền nhất cước liền bọn hắn đánh bay ra ngoài. Có người đụng nát cái bàn, lâm vào tường bên trong. Có bay đến trần nhà, treo ở đèn treo phía trên có người phá cửa sổ mà ra rớt xuống phía ngoài đường phố bên trên ngắn ngủi 10 giây tả hữu garu liền để mặc dù không phải rất sạch sẽ nhưng còn coi là tương đối chỉnh tề tử quán trở nên chật vật không chịu nổi chỉ còn lại ngươi mới vừa nói biết trái ác quỷ người liền là ngươi đi giải quyết hết tất cả tạp ngư về sau garu ánh mắt rơi vào một tên khác hải tặc thuyền trưởng trên thân cất bước đi đến trước mặt màu xanh biếc con mắt phẳng phát hiện ra một vòng màu đỏ tươi chi quang, cực kỳ chấn nhiếp lực hỏi. Nói cho ta biết, hắc thị chuẩn bị ở nơi nào đấu giá viên kia trái ác quỷ. Người có biết hay không viên kia trái ác quỷ là cái gì loại hình trái cây ta? Ta không biết viên kia trái ác quỷ là cái gì loại hình. Ta chỉ biết là hắc thị chuẩn bị tại oan tinh bảo đấu giá viên kia trái ác quỷ nhìn xem trước mặt rõ rệt so với hắn thấp bé lại tản ra giống như dã thú không thể chiến thắng khí tức Garu một tên khác Hải Tặc thuyền trưởng hai chân không bị khống chế đang phát run thanh âm rung động hồi đáp cả câu nói sau khi nói xong Hải Tặc thuyền trưởng càng là co quắp ngồi dưới đất hắn bị Garu thể hiện ra thực lực sợ mất mật Garu quay đầu nhìn về phía đang tại sờ thi Karina mở miệng hỏi Karina, người biết, oan tinh bảo, ở nơi nào sao, oan tinh bảo, cái này hẳn không phải là đảo danh tự A. Lại từ một tên hải tặc trên thân tìm ra một cái túi tiền Karina, trong đầu lục soát một cái cái này địa danh, không khỏi lắc đầu. Từ trên người trong túi eo lấy ra một chương mang theo bên người đông hải địa đồ, ném cho Garu nói. Ta không biết, người hỏi cái này ra hỏa A. Như vậy, làm phiền ngươi đánh dấu một cái quan tinh bảo vị trí. Garu đem địa đồ phóng tới hải tặc thuyền trưởng trước mặt, một tay vỗ vỗ đầu của hắn, một cái tay khác khoác lên bên hông kỵ sĩ, kiếm bên trên, Tiếu Dung ôn hòa nói: "Làm ban thưởng, ta liền không đem đầu của ngươi chặt đi xuống, đúng đúng đúng." Nhìn vẻ mặt Tiếu Dung lại nói lấy vô cùng đáng sợ lời nói, Garu, hải tặc thuyền trưởng cũng không lo được sợ hãi, vội vàng dùng lực gật gật đầu. Phanh Đợi đến hải tặc thuyền trưởng tại trên địa đồ, vòng ra oan tinh bảo, vị trí về sau, Caru một cái cổ tay chặt đem hắn kích choáng trên mặt đất. Nguy rồi, quên hỏi ra hỏa này có hay không tiền thưởng, đem hải tặc thuyền trưởng đánh ngất xỉu về sau, Caru tay phải ấn ở trên mặt, lộ ra thần sắc hối tiếc. Thật là, ngươi cái kia vội vàng sao động tính cách, liền không thể sửa lại sao? Sờ xong thì Karina không khỏi khinh bỉ nhìn Garu, lại từ trong túi tiền lấy ra một cái vở. Lật ra vở, bên trong dán từng chương bị cắt xuống lệnh treo giải thưởng. Karina lấy tốc độ cực nhanh lật xem vở, rất nhanh ánh mắt liền đứng tại một tờ phía trên, nói ra: tìm được Hantaber, tiền treo thưởng 950.000 Berry, Đông Hải có chút danh tiếng hắc bang thủ lĩnh, là một cái chuyên môn buôn bán vũ khí nhỏ buôn bán vũ khí, a à, không phải hải tặc sao? Garu hơi có vẻ ngoài ý muốn mà liếc nhìn trên đất hải tặc thuyền trường. Đây không phải mấu chốt, Karina đôi mắt đẹp tỏa sáng nói. Mấu chốt là, gia hỏa này là buôn bán vũ khí, hai người bọn họ tụ ở chỗ này khẳng định là tại giao dịch cái gì, tiền của bọn hắn đâu. Nhanh lên tìm xem nhìn. Giống như không có ấy. Cùng Karina lục sát khắp tử quán, Karu cũng không có tìm được đựng tiền cái dương. Đi, chúng ta đi cái khác bến tàu tìm thuyền của bọn hắn. Lưu lại một bút bồi thường tiền, Karina không nói hai lời đi ra tử quán. Garu một tay một cái, khiêng hải tặc thuyền trưởng cùng hắc bang thủ lĩnh theo ở phía sau. Tại cái khác trên bến tàu, Karina rất nhanh đã tìm được vẽ lấy khô lâu tiêu chí thuyền hải tặc cùng vẽ lấy cái khác tiêu chí, hẳn là cái nào đó hắc bang cờ xí thuyền buồm. Bành 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 bành. Xác định cái này hai chiếc thuyền liền là bọn hắn về sau, Karu lại cho thấy giống như như quỷ mị tốc độ, đem thủ thuyền tạp ngư toàn bộ giải quyết hết, ném ra trong biển tìm được thật nhiều tiền cùng vũ khí A, tại hai chiếc thuyền buồm trong kho hàng, Karina tìm được tồn đầy berry kết sắt cùng từng dương mới tinh súng ống cùng đạn dược. Những vũ khí này cùng đạn dược muốn dẫn đi sao, khiêng kết sắt Garu hỏi. Đều mang đi đi, chúng ta có thể mình dùng, hoặc là bán cho hải quân, Karina nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, dặn dò. Ta trở về đem thuyền bắn tới, người ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, tốt thừa dịp Karina đem thuyền buồm bắn tới trước đó, Garu tìm đến hai đầu dây thừng, đem hải tặc thuyền trưởng cùng hắc bang thủ lĩnh trói lại. Sau đó lại đem kết sắt cùng vũ khí đạn dược phóng tới một khối, ngồi tại kết sắt bên trên chờ đợi lấy Karina. Chỉ chốc lát sau, nhỏ khoang thuyền hình thuyền buồm liền từ nơi xa lái tới, đem người cùng vật đều chuyển tới bong thuyền về sau. Karina cùng Garu lại đi tới cái này hai chiếc trên thuyền. Bất quá lần này muốn đi bọn hắn hầm chứa đá, đem bọn hắn thức ăn cùng nước ngọt đều vơ vét không còn, trực tiếp rời khỏi hòn đảo này, tiến về bọn hắn quen thuộc Hải quân chi bộ. Đông Hải vô cùng lớn, hoặc là nói, Tứ Hải vô cùng lớn, cũng không có manga bên trong biểu hiện nhỏ như vậy. Dù sao Tứ Hải Hải Dương diện tích mới là lớn nhất, Grand Line theo chân chúng nó hoàn toàn không có cách nào so sánh mà Đông Hải làm yếu nhất Chi Hải, đồng thời lại là nhất hòa bình Hải Vực. Nơi này gia nhập liên bang cũng nhiều vô cùng. Phàm là có gia nhập liên minh nước Hải Vực, liền nhất định sẽ có Hải quân Chi bộ phụ trách trên sự bảo vệ cung cấp Tenzukin quốc gia. Cho nên ngoại trừ nguyên tắc thị trấn xeo cùng lốc tao, cùng mau thượng tá Hải quân Chi bộ bên ngoài, còn có rất nhiều nguyên tắc không có đăng tràng Hải quân Chi bộ tránh cho bọn hắn tiền thưởng bị âm rơi, Karina cùng Garu lựa chọn trở về bọn hắn đã hợp tác nhiều năm hải quân chi bộ trao đổi tiền thưởng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Grand Lai Long Kỵ Sĩ Hạ Vấn Phong Bari Bari Nomi Chung Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cộng lại vừa vặn 2 triệu tiền thưởng Cùng giá trị 1,8 triệu vũ khí cùng đạn dược Cùng cái kia hai chiếc thuyền bảo tàng Chúng ta chuyến này ước chừng kiếm lời 4,8 triệu berry Từ hợp tác nhiều năm hải quân chi bộ đi ra Karina trên tay mang theo một cái màu đen cái dương Hài lòng gật gật đầu nói như trước kia đồng dạng, chúng ta lưu lại 4 triệu, còn thừa 800 ngàn gửi về viện mồ côi. Sau khi nói xong, Karina ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Garu, nghiêm khắc nói. Ta cảnh cáo ngươi, lần này không cho phép lại trộm tiền đi đặt trước tạo một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật mới nói, ta cái này thân áo giáp thế nhưng là dựa theo kỵ sĩ vương nguyên hình đến chế tạo, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất khóc sao? Đang tại ngáp Garu lập tức bất mãn nói, "Karina liếc mắt, đừng cho là ta không có điều tra, cái thế giới này căn bản không có xưng vương kỵ sĩ, cái này kỵ sĩ vương là chính mình tưởng tượng ra được a, à, ngược lại nói ngươi cũng không hiểu." Garu không có giảo biện, ngược lại lộ ra ngươi căn bản không hiểu làm người tức giận biểu lộ. "Ngươi cái tên này," Karina trên trán nhảy ra một cái giếng hào, hai mắt bốc hỏa uy hiếp nói, rất tốt tiếp xuống một tháng người ở trên biển đi thuyền liền tự mình làm cơm ăn a à, ta sai rồi ta cam đoan không ăn trộm tiền caru trong nháy mắt chịu thua quỳ đại trù trước mặt lấy hắn sức ăn Karina mỗi ngày tại một ngày ba bữa phía trên đều cần tốn hao thời gian mấy tiếng nếu như không có Karina ở đây caru cái kiên nát như trù nghệ cũng chỉ có thể làm đến không sinh ăn mà thôi muốn thỏa mãn vị giác đơn giản là chuyện không thể nào Hừ, tay cầm Garu nhược điểm chí mạng Karina, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lại là giờ khóc giờ cười, mặc kệ bao nhiêu lần, nàng vẫn như cũ đối Garu cái dạng này không có một chút sức chống cự. Rất nhanh, hai cái hoan hỉ oan ra trở lại bến tàu, điều khiển lấy thuyền buồm hướng phía oan tinh bảo chỗ hòn đảo xuất phát. Nói đến, người những năm này một mực tại tìm kiếm trong truyền thuyết đại bí bảo, là vì trở thành năng lực giả sao? Đem bánh lái cố định phương hướng về sau, Karina tựa tại mép thuyền, nhìn xem đang tại ăn hoa quả Garu, nghi ngờ hỏi. "Không, Garu mở miệng một tiếng hoa quả, ngữ khí hàm hồ nói. Ta, ta là vì ngươi chuẩn bị, vì ta." Karina một mặt kinh ngạc chỉ chỉ mình. Lọc cọc, đem không có hoàn toàn nhai nát thịt quả nuốt xuống về sau, Garu khóe miệng khẽ nhếch nói đương nhiên, kiến thức ta cây thương kia lực lượng, ngươi cảm thấy ta cần trở thành năng lực giả sao? Cũng đối, phảng phất hồi tưởng lại cái gì bình thường, Karina hoảng hốt gật gật đầu, lập tức khóe môi cũng là có chút dương lên, mặt ngoài ngạo kiều nói. Bất quá nghe nói năng lực giả lại biến thành vịt lên cạn, với lại mục tiêu của ta là tiết kiệm tiền đặt trước một chiếc có bể bơi thuyền lớn, ta cũng không muốn mất đi bơi lội năng lực. Sợ cái gì, ta có thể mang ngươi bơi chung a, à, đánh giá Karina cái kia có chút nhô lên, ẩn ẩn có tương lai, có lồi có lõm hình thức ban đầu dáng người, Garu bỗng nhiên cười xấu xa nói. Karina liếc một cái Garu, kiều hừ một tiếng. Những cái kia cho ngươi mang theo kỵ sĩ, danh hiệu gia hỏa, thật sự là toàn bộ mắt bị mù, kỵ sĩ bát đại mỹ đức ngươi có cái nào? đương nhiên là có thành thật honesty akaru à, Karu ưỡn ngực một mặt kiêu ngạo mà nói ra người cái tên này không cứu nổi karina che mặt nói cắt cũng không phải không có cùng nhau tắm rửa qua tắm trước kia còn là ngươi kéo lấy ta cùng nhau tắm hiện tại thẹn thùng cái gì kình ta chỉ nói là mang ngươi cùng một chỗ bơi lội mà thôi trong đầu của ngươi nghĩ cái gì đâu im miệng xấu hổ jpg lược 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 le lưỡi jpg oan tinh bảo ở vào đông hải cadena đảo đây là một tòa phi thường phổ thông hòn đảo trên đảo có một cái không lớn không nhỏ thành trấn nhưng bởi vì phụ cận mấy hòn đảo không có vương quốc nó cũng không thuộc về gia nhập liên bang lãnh thổ cho nên nơi này không nhận hải quân bảo hộ là đông hải việc không ai quản lý khu vực thứ nhất Bất quá cũng không có hải tặc đem cái này thành trấn chiếm lĩnh hoặc là đánh cướp, bởi vì nơi này có đông hải số ít hắc ám sở giao dịch thứ nhất, tục xưng hắc thị. Các người muốn tìm oan tinh bảo, sao? Nhìn thấy ngọn núi kia không có, xuyên qua thành trấn, đến đỉnh núi, các người liền sẽ phát hiện một tòa tòa thành, nơi đó liền là các người muốn tìm địa phương. Đội thuyền thả neo về sau, Karina cùng Dĩ Vãng đồng dạng tại bến tàu trong quán mua một phần địa đồ, kết quả phát hiện trên bản đồ thành trấn cũng không có Oan tinh bảo bản khối. Theo bản năng, Karu cùng Karina tưởng rằng cái kia Hắc Bang thủ lĩnh nói dối. Thế là Karina hỏi một cái quán nhỏ lão bản, phát hiện thật là có Oan tinh bảo tồn tại. Nguyên lai like ở trên đỉnh núi sao? Karina có chút giật mình đi thôi, Garu ôm lấy Karina vai, hai người giống một đôi tiểu tình nữ hướng phía thành trấn đi đến. Cảm giác của ngươi, có thể bao trùm tới đó sao, tựa ở Garu trong ngực, Karina nhỏ giọng hỏi. Ân, Garu nhẹ gật đầu, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia hưng phấn. Có hai đạo không sai khí tức, xem ra tình báo là thật, thu liễm một chút khí tức của ngươi, đừng đả thảo kinh xà cảm nhận được Garu trên thân dâng lên cực kỳ lực áp bách khí chàng, Karina vội vàng nhắc nhở. Thật có lỗi, bản năng của thân thể, Garu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Liền cùng người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, phảng phất một thân khí lực không chỗ phóng thích đồng dạng. Kinh khủng thể chất để Garu có được không thua gì Salad Linlin lin lúc nhỏ thèm ăn bên ngoài, tinh lực phương diện càng là so với người bình thường phải cường đại vô số lần hiện tại vẫn là một cái nam hài garu phát tiết tinh lực phương pháp liền là chiến đấu không phải đi săn hải tặc liền là xuống biển cùng hải thú chém giết qua nhiều năm như thế garu không biết lúc nào có chiến đấu cuồng thuộc tính lại kia không sợ hãi muốn cùng cường địch giao thủ thuộc tính cũng làm cho hắn haki tiến bộ thần tốc nếu như hắn cũng có cái kia mệnh cách lời nói, nói không chừng tại một ngày nào đó, Karu cũng có thể thức tỉnh một triệu người bên trong mới có một cái soku Haki. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Grand Lai Long Kỵ Sĩ Hạ Vấn Phong Bari Bari Nomi dưới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cảm giác của ngươi cùng tốc độ là ưu thế của chúng ta, phàm là có được sinh mệnh ba động sinh vật đều không thể thoát đi cảm giác của ngươi. Thành trấn trong khách sạn, Karina đang tại quyết định kế sách, nói ra. Tránh cho xuất hiện chó cùng rứt dậu, bọn hắn ăn hết trái ác quỷ ngoài ý muốn, chúng ta không thể mạnh mẽ đâm tới đi vào cướp đoạt. Với lại cái kia Hắc Bang đầu lĩnh nói qua, Hắc thị một tháng gần nhất sẽ đối với viên kia trái ác quỷ tiến hành đấu giá, hiện tại một tháng thời gian còn chưa tới. Chúng ta cũng không xác định viên kia trái ác quỷ phải chăng đã vận chuyển đến nơi đây, cho nên kế hoạch của chúng ta là đi trước cái kia tòa thành điều nghiên địa hình, ta ở bên ngoài canh chừng, ngươi thì dùng tốc độ chui đi vào, đem bên trong địa hình nhớ kỹ. Karina chỉ vào Garu, nói bổ sung nếu như ngươi xác định trái ác quỷ là ở chỗ này, đồng thời có lòng tin không cho bọn hắn ăn hết trái ác quỷ, ta cho phép ngươi dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Không có vấn đề, nghe ngươi, Garu là một cái ok thủ thế. Yoshi, ban đêm chúng ta liền xuất phát. Khi ban đêm tiến đến về sau, Karu cùng Karina hai người lặng yên tránh đi tất cả sinh mệnh ba động đi tới đỉnh núi xa xa nhìn lại, phía trước đứng sừng sững lấy một tòa xa hoa tòa thành. Ít có người biết, tòa pháo đài này chủ nhân không phải cái nào đó quý tộc mà là hắc thị dùng để bán đấu giá địa phương. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trốn ở một khối nham thạch phía sau, Karina một bên đem bóng hình xinh đẹp ẩn tàng tại trong bóng tối, vừa hướng Garu nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Garu nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía tòa thành bạo vút đi. Tốc độ nhanh chóng, Karina chỉ là chớp chớp mắt, liền thấy Garu thân ảnh đã hóa thành một cái rất nhỏ điểm đen. Garu hình thể không có lớt linh linh lớn như vậy, bởi vậy hắn có thể đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Tốc độ quỷ mị, liền như là Cavendish nhân cách thứ hai đồng dạng, nhanh đến mắt thường khó mà bắt mấy cái lấp lóe garu liền tiềm nhập tòa thành bên trong có được kenbun soku haki hắn không chút nào lo lắng mình sẽ bị phát hiện thuận cảm giác garu đi vào thực lực mạnh nhất sinh mệnh ba động phụ cận đứng tại một cánh cửa bên ngoài sử dụng hết thành thứ nhất tiến hóa sau khác hẳn với thường nhân thính giác nghe lén bên trong đối thoại môn bên trong có hai đạo tòa thành mạnh nhất sinh mệnh ba động cũng là garu tán thưởng tồn tại viên kia trái ác quỷ còn bao lâu nữa mới trở tới đây? Sẽ không chờ đến đấu giá ngày mới trở tới đây à? Hỏi qua, bên kia sẽ ở đấu giá ngày 3 ngày trước trở tới đây, dù sao đây chính là giá trị 100 triệu berry trên biển bí bảo, hơn nữa còn là hệ Paramesser trái ác quỷ chỉ ít có thể bán 500 triệu tả hữu, không phải do bọn hắn không cẩn thận, không thấy được bọn hắn đem đấu giá địa điểm nói ra về sau, liền cố ý mời chúng ta sớm tới tọa trấn nơi này sao? Lại là hệ Paramesser, chẳng lẽ bọn hắn đã biết viên kia trái ác quỷ tên ân, nghe nói là hệ Paramesser Bari Bari Nomi, hình như là một cái rất lợi hại trái ác quỷ chính là bởi vì quá có giá trị, bên kia mới không kịp chờ đợi muốn đem nó xuất thủ, sợ sẽ dẫn tới nào đó chút ít đại nhân vật chú ý, bari bari nomi sao? Thật sự là hâm mộ a, à, đáng tiếc ta đã trở thành năng lực giả, không phải thật nghĩ nhân cơ hội này đem nó tham rơi, ngươi cái tên này, muốn leo lên hắc thị bảng truy nã cũng đừng kéo lên ta. Chỉ đùa một chút mà thôi. Nói chuyện phiếm đồng dạng lời nói truyền vào Garu trong tai, để hắn con người có chút co rụt lại. Lập tức, Garu im lặng rời đi tòa thành. Thế nào, có thu hoạch sao? Nhìn thấy Garu sau khi trở về, Karina mong đợi hỏi. "À, thu hoạch phi thường lớn." Garu khóe miệng có chút một phát, lộ ra một nụ cười hưng phấn đó là một viên phi thường cường đại, hơn nữa có thể để cho ta lại tránh lọ âu về sau trái ác quỷ, ta nhất định phải vì Karina ngươi nắm bắt tới tay, chẳng lẽ ngươi biết là cái gì trái cây? Karina một mặt hiếu kỳ, ân, Karu gật đầu nói, là hệ Paramesser Bari Bari Nomi, có thể chế tạo ra lực phòng ngự cực mạnh bình chướng, cứng rắn độ tại phía xa kim cương phía trên, liền xem như ta, trước mắt cũng vô pháp đánh vỡ phòng ngự của nó nếu như là loại năng lực này lời nói, vậy ta cũng không để ý trở thành năng lực giả. Karina trước tiên liền nghĩ đến mình ủng có năng lực như thế, sau đó Garu có thể toàn lực giải phóng thực lực mình hình tượng, trên mặt lập tức lộ ra động tâm biểu lộ. Đối trở thành vịt lên cạn lại không bài xích. Tận mắt nhìn thấy Garu trưởng thành là quái vật Karina, rất rõ ràng Garu hiện tại nhược điểm chính là mình. Chỉ cần mình không còn là Garu nhược điểm, như vậy Garu sẽ là vùng biển này mạnh nhất tồn tại. So sánh cùng nhau, mình không cách nào bơi lội đáng là gì. Viên kia trái ác quỷ sẽ ở đấu giá ngày ba ngày trước chờ tới đây, chúng ta những ngày này tại bến tàu bên kia ôm cây đợi thỏ là được, Garu nói ra. Ân, Karina khẽ vuốt cầm, tiếu dung sán lạn nói. Không nghĩ tới ngươi đi vào vài phút, liền có lớn như vậy thu hoạch, cũng không biết là ngươi hôm nay số phận rất tốt, vẫn là ta vốn là cùng viên kia trái ác quỷ hữu duyên. Hẳn là vận khí ta tốt nguyên nhân, Garu nghĩ nghĩ, nói ra một câu nhìn như tự luyến, trên thực tế là lời nói thật lời nói. Dù sao Bari Bari Nomi, Garu nhớ kỹ nó nguyên tác đời tiếp theo chủ ký sinh, là Lap Phi Phen Cuồng, mũ dơm đại thuyền đoàn thứ hai phiên thuyền trưởng Bartolomeo. Bari Bari Nomi lúc này diện thế, đồng thời còn vừa vặn bị Garu biết đấu giá địa điểm, đồng thời thuận lợi thu hoạch được vận đưa tới thời gian, chỉ có thể trở về vì vận khí quá tốt rồi. Lúc đầu trong lịch sử, xuất hiện Garu như thế một cái hồ điệp coi như tương lai phát sinh các loại không thể tưởng tượng nổi lại thoát ly nội dung cốt truyện sự tình, cũng hợp tình hợp lý. Mà Garu cũng tại nhiều năm trước liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dù Mỹ, Karina cũng không biết Garu thực sự nói thật, ngược lại liếc một cái cái này tự luyến ra hòa. Garu cũng không có để ý, cười ôm lấy Karina, dọc theo đường cũ trở về. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Garu cùng Karina tại cái này thành trấn bên trong thỏa thích du ngoạn bất quá phòng ngừa thân phận của mình bị người nhận ra, để phòng vạn nhất, Karu bỏ đi trên thân giá trị mấy triệu berry kỵ sĩ áo giáp, mặc vào một thân Karina cố ý giúp hắn định chế thuần trắng Âu phục. Buộc lên một đầu màu lam cà vạt, nếu là lại nắm một thớt bạch mã lời nói, liền là chân chính bạch mã vương tử. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều đội thuyền dừng sát ở hòn đảo này trên bến tàu hoặc là hải tặc hoặc là người mặc âu phục không biết là người làm ăn vẫn là hắc băng cùng phú hào người lên bờ để không tính phồn hoa cũng không tính lạc hậu thành trấn thời gian dần qua náo nhiệt lên mời đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy